Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan khu phố lịch sử Kurashiki Bikan. Mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút thông tin về Bikan. Bước vào quá khứ của Nhật Bản tại khu phố lịch sử này, khu phố lịch sử Kurashiki Bikan còn được gọi là khu vực Bikan. Từ trung tâm chính trị và thương mại của Kurashiki hiện được bảo tồn như một quận lịch sử, nhưng khu phố này vẫn không kém phần nhộn nhịp với những nhà kho cũ được chuyển thành các cửa hàng đặc biệt, bảo tàng và các quán cà phê. Đến với Kurashiki Bikan thì sẽ có những chuyến tham quan bằng thuyền dọc theo hàng liễu đôi bờ sông, các bảo tàng nghệ thuật, trường phái Ấn tượng Pháp tại bảo tàng nghệ thuật Ohara. Cơ hội đắm mình vào bầu không khí của thị trấn trong bộ trang phục kimono. Nơi đây là nơi giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Những con đường lát đá quét vôi trắng và nằm dọc theo các kênh nhỏ của khu phố lịch sử Kurashiki Bikan mang đậm màu sắc Nhật Bản. Không khí này còn được tô đậm bởi kiến trúc của khu vực là một sự pha trộn giữa thời Edo năm 1603 đến năm 1867. Nhật Bản với ảnh hưởng của phương Tây, những phong cách pha trộn này đã đem lại cho nơi đây một vẻ gì đó mang tính đương đại, dù vẫn không làm mờ đi âm hưởng của lịch sử. Đây là khu phố cổ của Kurashiki nhé. Khu này thì có từ lâu lắm rồi. Nay mình có dịp, nay dịch đi cho người ngắm ha. Ngày nghỉ thì ở đây cực kỳ là vui nhộn, có đủ các thể loại vui chơi giải trí, bánh, các thể loại là bánh. Đây là quầy cửa hàng bán bánh mì. Đây là một cửa hàng bán đồ, mấy đồ trang sức gì đó, rộng thật. Đáng nhỉ. Nhìn đẹp.
dám ăn. Ghê thật. Ở đây thì kiểu như là một khu phức hợp giải trí. Kiếm một nơi thoáng để bay fly mà. Đó, có nhỉ. Đi gãy chân luôn, hết ngày không hết luôn. すごい。女子従業員の中には地方の出身者も多く、彼女たちは寮生活を送りました。それでは彼女たちの生活の様子を見てみましょう。Lão người ở đây nhá, mình nhìn thấy mình nhá, đây là khu gì đấy? Tại vì mình không đọc được, nên là quay cho mọi người. Cái bức ảnh này có từ 100 năm trước.
đây là các giai đoạn mà người Nhật ấy, 1936, 1945, 1946 đến 55, người ta thống kê đó, các giai đoạn. Thì người ta làm cái bảo tàng đẹp ghê không?